Kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục về phần kinh công đức ha. Hôm trước chúng ta đã đi qua kinh Kim Cang, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng và kinh Quán Vô Lượng, kinh Địa Tạng. Thì hôm nay chúng ta sẽ học kinh công đức ha. Tại cung trời đau lợi dưới cây bồ đề thấp đa la cùng có vô lượng đại tỳ kheo ha. Vô lượng đại tỳ kheo, chư vị bồ tát và đại Di Lặc, đại bồ tát Di Lặc. Khi đó là thiên tử số thấp thiết trên đầu y phục như một và thân hình thôi ha, không ưa ngồi trên tòa ha, nhờ sức phép nghi là tất nhiên là những người mà đã sinh thiên mà đã hết phước ha, thì thần tướng sẽ hiện ra. Lúc đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói là các vị chuẩn bị nhập diệt lại cho ở cõi lục đạo, cõi lại cõi lục đạo. Lúc ấy trong diêm phù không có Đức Phật, thí như đêm tối không đầy những không có vì sao sự buồn rầu của mọi người nhớ đến không có chỗ nương tự của Đức Phật ha, tấm lòng của người ha mang cho mọi người ở đó tại đất nước ha, mà vua thì sầu nè ưu sầu vì nhớ tưởng Đức Phật vì Đức Phật cũng này cho đã niết bàn. Về nhà vua mới nay ta không lâu sẽ qua đi ha, và làm sao cho lúc như đỡ khi qua đi rồi được thấy đấy Đức Phật ha. Và ngài nghĩ ha, truyền lệnh cho những người thọ cho tạo cái công đức để mà ngày qua là có thể thấy được Đức Phật. Có thể thấy được Phật Phật không? Thì trong đó thì có một người thiên nhân, người thợ ở trên trời xuống để giúp cho đức vua làm tượng con tượng của Phật, tượng Phật cho nhà vua ha. Nhà vua tự nhiên trở nên vui mừng, tinh thần trở lại không? Nên nhà vua mới sạch dùng gỗ chiên đàn lỗ ví ăn cái mùi thơm nứt không có mùi thơm. Xin kiếp mộc ở Ấn Độ ha, số thịt mịn thế chắc ha, cặp hình tượng Phật người đứng cao ha, thấp như thế nào ha, người không bàn về nên xây tượng Phật như thế nào ha, nên xây tượng Phật ngồi hay là đứng. Vì sau khi bàn bạc xong thì kết luận cuối cùng là xây tượng Phật kia thiết già, vì vậy mà các tượng Phật thường hay thiết già là như vậy ha. Các vị đồng tu đã thấy được ở chùa ha, ở chùa có tượng Phật ngồi thiết già như thế ha, như thế. Sự khác biệt giữa tượng Bồ Tát và tượng Phật là ở chỗ là tượng Bồ Tát thì thường đứng ha, còn tượng Phật thì thường ngồi. Vì vậy mà tượng Bồ Tát tượng trưng cho sự quán xét của ngài thì, ngài đã nhìn thấy tất cả chúng sinh ở trong thế gian luôn có sự phiền não mà để cho mới xây tượng đứng ha, tượng Bồ Tát đứng, còn tượng Phật ngồi là đỡ kiết già ha, sự cái gì đoạn từ phiền não, đó là trong cái nhà Phật của chúng ta ha. Vua nên tượng tượng Phật tất cả các chư Phật ha, như chứng đắc bồ đề, chuyển xe bánh xe pháp, nhân thông lớn phục ngài ha. Em thấy được số lượng tất cả điều gì, thấy được tất cả đều là điều ngồi ha. Thi thủ tỳ kiết ma ha, là bờ tôi của Đế Thích ha. Đó là vị vua ở cõi trời, vị vua Đế Thích là bờ tôi của, là bờ tôi xuống để giúp cho đức vua dưới trần gian, giúp cho đức vua dưới trần gian ha. Lập tức liền chạm nhà vua, lập tức liền chọn gõ thơm ha. Kiết ma đã cầm búa đẻo gỗ ha, tướng đẻo quan đến tận
cung trời đau lợi khổ, nhớ Đức Phật ha. Để chỗ Đức Phật dùng tất cả chúng sanh nghe tiếng đọc đến thì thổ phiền nhớ về điều trần Đức Phật rồi và khen ngợi công đức của Đức Vua ha. Như vậy thì chúng ta hiểu được rằng nhờ vào sự công đức này mà Đức Phật đã thọ ký ha, thọ ký cho Đức Vua sau này trở thành vua thượng chánh đẳng ha. Như vậy thì lúc ấy Đế Thích ha liền bạch Đức Phật kính địch Đức Thơ may tại thế người nào ở kiếp xưa tạo tượng ha, nay đều đã trở thành Phật độ, thiên thần Phật độ. Như vậy thì chúng ta hiểu là tại thiên cung chúng ta còn không có sót ai ha, huống gì nơi khác trừ một người con của ông Tỳ Sa Môn ở phương Bắc tên là Nên Lý Sa Bà là chưa có thành Phật. Như vậy thì thời xa xưa thì đã tạo tượng Bồ Tát cho nơi này, và sau duyên này đường sau làm được vua ở Cõi Trần, rồi là tên là Trần Bà Sa La, vua Trần Bà Sa La. Đại dân tiếng đang được sinh thêm có thể lực liên lời hẳn về hẳn ác đạo là tà mát là hôm trước tôi đã giảng qua là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh ha. Như vậy là chúng ta có tà mát đạo thì theo lưu lâu tầng con ca diếp và gia ca diếp ma đơ ca diếp cả ba vị xưa là tầng sửa chùa. Những ai mà sửa chùa thì sau này sẽ sao? Sẽ tựa thành tượng, đó là cái kiếp nhân duyên xưa mà đồng thời đại thớ của Đức Phật. Tiếp theo là vĩnh viễn như đó, vĩnh viễn để thoát ông Kiều và anh Ba Đờ, kiếp xưa là thân trâu nhân tìm cỏ nước quanh chùa, ăn cỏ rồi vừa chưa thấy tôn dung của tụng mà tâm vui mừng nhờ phúc đức đó mà được giải thoát ha. Có nghĩa là giải thoát từ kiếp trâu trở nên nên làm kiếp người ha. Ông thì kê thì ông thi tỳ la tầng tâm cúng dường tượng Phật mau lô đề thắp 1000 một ngọn nến đã cúng dường ha, thắp đèn dầu. Ở giờ xưa thì Đức Phật của chúng ta thì ở trong rừng tiều khu ha, nhưng mà không có đèn cúng dường này không có được mà, nên việc mà để có ánh sáng là rất là khó khăn ha. Không giống như thời đại của chúng ta 4.0 ha, có điện đường đuốc. Bây giờ ngày xưa thì chỉ có nến mà thôi ha. Đó vì vậy mà các ông ấy đã cúng dường bằng ngọn nến của mình ha, mình trở nên được sao được giải thoát ha. Ông gia bà mới cần phép dưới ngọn Phật ông bà ma ha, ở trước tượng thắp đèn giúp sáng, thắp đèn giúp sáng. Tỳ kheo nan đà ha, mến trong tôn nghi ha, dùng nước thơm gọi rửa tượng, dùng nước thơm, nước hương hoa, nói chung là nước hương hoa, nước thơm là có thể tắm tượng. Như thế là tên này là được gọi là có quân lương a la, nhờ có tượng có nên vô lượng a la hán ha. Như vậy tất cả đều ở chỗ phần gian niệm mà kính dường đã cho đến thấp nhất như Na Già Bà La ở trước tòa thì Phật không dùng chút ít son môi để một thân ít son môi nguyện thân nguyện phân tượng để của cúng dường, nhưng mà nên phước này nên lìa khổ thì khỏi giải thoát. Và chúng ta hiểu được là một việc nhỏ nhưng mà được cái lợi lớn, được công đức lớn như vậy ha. Này đã thích con, nếu có người nào có thể thời giáo pháp mà chưa luyện thiền tận đạo thượng khổ thì được sao, đều được giải thoát. Nếu chúng sanh nào có phải chẳng thuộc về bản thân mình, xuất ly vi muốn chúng sanh nên vì muốn chứng quả vô chứng bồ đề ha, tạo nên phước báo. Đó là cái nhân chính của 32 tướng tốt trở nên làm cho người ấy trở nên màu trong thành chính quả vô thường bồ đề.
nhà vua hả? Làm sao đâu ra tường đó ta, màu trống ha, được hoàn thành nhà vua lúc nãy giờ mới nung nóng, màu trống được hoàn thành cái pho qua tường này. Ngài đã cố gắng giúp sức cho công việc mau chóng được hoàn thành em sớm được rồi. Lúc đó trở lại tại cung trời ha. Nhà vua liền xin tâm thanh tịnh ha, nhưng được rồi mừng rỡ vâng. Khi làm xong người thợ trời đã làm xong cái tượng, trừ một nghiệp nhân thân ha, thì tất cả cái các nghiệp được giải thoát, mà từ một nghiệp đó là nghiệp thân thân, là có nghĩa là nói lời gọi là ác ý với lại dân với lại thánh nhân là người chỉ dạy thì truyền cái pháp đó đã là người sẽ đắc và chứng đắc đó, người ta gọi là tánh thánh nhân đó, từ đó mà đang trong quy ái tại cung trời lâu lợi các rất như là bảo các thiên chúng, bảo có thường chúng các thiên tử hoặc thời thường pháp thường trên thân phẩm mắt như chư Phật là hiện nay ha, giáo hóa cho nên chư Phật đã nghi xong rồi, không còn người nào nữa giáo pháp không, không có như là từ đó chuyện nữa không, cho tí đợi cho nào Đức Phật để điện như thân Như Lai hình mới nhân. À, thường hàng thân sự diệt đế được đường, nên vì vậy mà thân sự chẳng diệt độ đường, đừng buông ly hơn. Vì sao thế ha? Vì sự bông luôn làm cho các ngươi trở nên chẳng thành quân vô thường cái đạo vô thường vô đà thường đà vị trời xưa vị thời xưa xưa ngược trong cán để vị thời xưa xưa đã trong thằng lan này nên được hưởng phúc trời, và từ đó mà trở nên chẳng tu với từ phúc xa xôi đó mà vua Atula đắm nhiễm là Đức Phật đang nói về thằng cỡ về các vua Atula. Các vua Atula thì đắm chìm trong sắc nên ba thi ha, nên mất sự hồi đức ha. Từ đó mà sự mà bị trời ha, bị thiên trời nên là giết hại và sanh và các ma Atula khác ha. Sẽ chỉ là công chúa của vua Atula sau đó thì sao? À, làm vợ của Đức Thích, ha? Vợ Đức Thích là vua của cung trời Đức Thích, à, vua của chư thiên, sinh tâm ghen ghét anh sẽ chỉ để xúi dục ha? Vua Atula gây hấn với thể khiến cho tiên A và bà vô cớ bị nghi ngờ, và từ đó mà nổi lên là người đọc địa ha, rơi vào do cấm của Phật mà bị sao, vì sự ganh tị mà mất đi công đức như Bồ Đề Đạt Đa ganh ghét với lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì chúng ta hiểu được sự ganh tị là một quá trình để làm cho người khác ha, thấy người khác đó là mà không muốn sinh ra ha, chỉ muốn có mà không sinh ra, tất nhiên sinh ra nghiêng ghét đó là ganh tị là cái là chỉ muốn mình sở hữu mà không muốn người khác sẽ có, nếu mà người khác có hơn mình là sinh ra ganh ghét, đó là gọi là ganh tị ha. Từ đó mà khi ông có được tỳ kheo ni ha, bị Phật quả trách ngục dự không hàng trước xuất gia ha, không hàng xuất gia theo dạng cụ túc đã quá nhân rồi, chỉ người nhỏ nam kiểm tra không bến bờ, dù cho từ bi báo đáp ông đức ha, thì công đức kia chỉ là như một giọt sương. Có nghĩa là chúng ta làm những việc thiện thì ít, nhưng mà nếu chúng ta làm những việc mà ác thì tội nhiều ha, việc không thiện hay tội nhiều. Như vậy thì chúng ta hiểu được ở trong giới pháp ta ha, tùy theo liền hối lỗi với Đức Phật ha, đó là cỡ về thì không đi ha, thì bữa nay chỉ vì tranh với lại vua mà để hưởng ra hoặc chuyển lên thanh dương để vậy để
để được Đức Phật khen, nhưng mà ra không ngờ là Đức Phật lại quả trách, Đức Phật quả trách lại ở trong giáo pháp đó, không liền hối lỗi với Đức Phật đó, đó là chẳng giống như Phật đó. Từ và từ thì hôm nay này đang để hối lỗi mà chẳng nhân dân này không được vô thượng phước đức căn lành rộng lớn Bồ Tát bạch hơn, chẳng chi tội lỗi. Điều đó có nghĩa là vì xây tường của Đức Phật mà vua nhà vua đã nói với Đức Phật là đã làm cho không việc không xây tường không giống sợ tội lỗi với lại Đức Phật nên là chân lành. Nhân duyên này ông được vô thượng, Đức Phật đã nói nhân duyên này ông đã được vô lượng phước đức căn lành rộng lớn hơn Bồ Tát đi lại là bạch vừa việc tạo tượng vô đức thì các ông để làm vô số các công đức vô lượng vô biên hơn người này trần lăng không sinh ra gia đình nghèo khó ha. Người này tuy còn trôi lăng trong dòng sinh tử không sinh tử, nhưng mà dòng thấp hèn hoặc là cô đơn hiểu lánh ha, không còn địa vào trường nơi vào biên địa nữa ha, không sinh nhà tài kiến nữa không, và không bị sao không bị sinh vào hèn hạ ha, kỹ nữ rồi ngoại đạo nữa ha, khổ anh tờ kiến ha, trừ nghiệp đó là trừ những cái ước nghiệp từ bi ha, từ bi sinh chủ yếu sinh vào quyền quý, nếu mà những ai tạo được công đức như thế thì sinh được nhà quyền quý xấu xí ha, phong hồn xấu xí ha, cái mắt các lục căn đều đầy đủ hết toàn bộ, không thiếu chẳng thiếu ha. Nghe thân hình thì sao, thân hình đoan trang, mắt mặt mày thì bị sáng ha, lại hai ý đẹp ha, làm cho người rất là yêu thích ha. Như vậy thì chúng ta hiểu được là cái kinh này là đã nói về vấn đề này đó, người ấy sinh ra đời ha, sau những doanh nghiệp bị trướng cát, cái thứ là cái kỳ không thể thấy mà hiểu được ha, cái kỹ thuật, cái kỹ thuật là những việc mà không làm hiểu được ha. Hiểu được những người đã có cái càng tinh tốt ha, vì có những phước đức đó của nhân duyên đó ha, sinh ra nơi không bị tầm nghiền, sinh ra nơi không bị tầm nghiền, không bị bệnh điên cuồng hôn nhú mần da ghẻ lỡ ha, khổ tải tơ liệt ha, việc người binh khí ha, dùng gậy gọc ha, không bị gậy gọc sư tử nước lửa cơm cướp ha, cái nghiệp bất tiền ha, tạo lập tiền không tường chỉ cái phần chẳng nghiệp ha, nói với pháp là phi pháp, điều đó có nghĩa là phi pháp là pháp hôm trước rồi, hôm trước cái bài giảng trước rồi đã nói rồi, và hoàn thành trên không gian. Nếu chịu bị bớt nặng thì chỉ bị nhẹ thôi, nhận độ đường áp ha, xong đến giải thoát được, xong với sống chống chết được giải thoát ha. Như nếu lỡ lấy một quạt của tam bảo rồi còn lại khởi tâm tạo được thì có nghĩa là được khỏi liều khổ được vui nha, tạo hồi phục lại công đức, được hồi phục lại công đức của mình ha. Rồi Di Lặc Bồ Tát thì lúc đó là Bồ Tát Di Lặc cũng nói như này, việc năm thứ bổn xiển hay phá chúng sinh ha, thế nào là năm, một là bổn xiển ha, tiếp thơm tiếp thùng ấp chỗ gần khu giữ mình, là không muốn ai ở chỗ trên thôn mình ha, chỉ có muốn mình ở thôi, điều đó có nghĩa là tiết xiển là chỗ ở. Biết xiển chỗ ở thì chúng tôi đã nói về phần này nè, nếu tìm như chúng ta thiết tiết xiển chỗ ở thì sẽ bị gì? Tiết xiển chỗ ở thì sẽ gì sao? Để sinh rào đồng không mong bạch, đồng không mong bạch đó là việc mà chúng ta tiết xiển chỗ ở, nên vì vậy là chúng ta không nên tiết xiển. Cửa máy yêu ha, chúng ta chỉ cho nha, chỉ có ta ra vào ha, người khác thì không, thì có nghĩa là chúng ta cái thì không, đó là gọi tiết xiển, cửa máy yêu ha, thì sao đợi sau chúng ta sẽ bị đọa làm sâu sâu khổ không,
đổ phân tiện quá. Bảo hiểm là tiết của cải, chỉ muốn của có của người khác không thì bị nghèo cho nghèo nàn ha, thiếu ăn ha, thiếu hụt cơm ăn áo mặc bị thiếu, đó là gọi là quả của tiết sẹt là trên kinh Nhân Quả Công Đức Tự chúng ta đã nói và rõ hôm trước tôi đã giảng qua kinh công đức hết, kinh Nhân Quả thì Nhân Quả Thiện Ác thì cũng đã nói rõ, nói rõ trên đó các vị đều tu nên xem lại cái video cũ ở phía trước hôm trước tôi giảng ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phần tiết sẹn về giáo pháp. Giáo pháp là sao? Có nghĩa là khi chúng ta chúng ta biết được kinh thư không, mà chúng ta đem người khác hỏi chúng ta không nói, chúng ta chỉ muốn đợi giữ lại kiến thức của mình, không muốn chỉ cho ai. Thì đó có nghĩa là chúng ta tiết sẹn. Tiết sẹn thì sao? Quả của tiết sẹn này là sẽ làm cho sinh ra làm bị tạo ra người ác và trở nên gì, và sau khi làm người thì trở nên không thông minh, ít thông minh. Như vậy thì chúng ta hiểu được những việc này chúng ta đã nói về trên kinh Nhân Quả hết rồi ha. Trên kinh Nhân Quả thì bản thân chị nói rõ cho quý vị, thì tôi cũng đã giảng qua, quý vị có thể xem lại cái video clip ở đây tôi chỉ nói lướt qua thôi ha. Chẳng sinh ruộng phước tinh tâm bảo này, trái với lợi thật, lợi danh chính này, mà bọn đi giới ha, giới luật ha, còn sự của người sang quốc gia thì chẳng đúng. Điều này cũng làm cho chúng ta phải trở nên khó khăn, nghèo ha. Rồi đó xin chẳng sinh tâm bảo này là một. Trái với lễ thật ha, lợi tránh mà bọn đi giáo giới ha, giới luật ha. Đó. Có nghĩa là chúng ta không có chia sẻ giới luật, có điều giữ kín là điều đó là chúng ta cũng bị ha. Chẳng đúng giáo lý trong thật mà lại dạy cho người khác, nghĩa là chúng ta nói đúng, chúng ta mà không nói đúng mà lại chỉ cho người khác, điều đó có nghĩa là chúng ta bị sai, mà chỉ cho người khác sai này thì sao thì cũng bị ha, cũng bị sinh ra sao, sinh ra đần độn, là có nghĩa là sinh ra không hiểu ha. Quá hầu hợp cách tăng ít nhất là hai người trở lên tùy theo ha, người bị chỉ. Người mà hay bị chán ghét và bị xua đuổi, có cả các người thân nói, thứ nhất là nói lưỡi, nói đôi chiều, thứ hai là gì, nói lời ác, thứ ba là nói lời trộm cắp, thứ tư là nói lời giận dữ, tất cả là gì, thứ năm là nói lời bông bẫy nhằm để chơ bai người khác. Chúng ta không xin tôn kính, mà hôm trước tôi đã giảng về phần bài tôn kính, chúng ta nên xin tâm tôn kính. Chúng ta chơi bài là cũng bị ha. Sau đó tất cả Bồ Tát đều cho là thanh văn ha. Bồ Tát ông gì đều cùng hành ha, vui vẻ hơn thì tâm và trở nên cảm ơn vài lời từ đầu điểm của Đức Phật của mình ha. Như vậy thì trải cũng trời đã lợi, như vậy thì Đức Thế Tôn đã thuyết rồi về kinh công đức này ha. Thì bài giảng này vô cùng sâu sắc ha, nó cũng đi vào phần để mà chúng ta hiểu được chân lý của nó ha. Cuối cùng tôi cũng mong muốn là các vị đồng tu ha, cố gắng tinh tấn tu tập ha, để đạt được những quả vị trong đời này và cái đời vị lai tiếp theo. Kính thưa các vị đồng tu, bài giảng kinh điển hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo. Xin cảm ơn. Kính thưa các vị đồng tu, các vị tăng ni, các vị Phật tử, các vị độc đạo luân hồi, các vị linh thú, các vị người trời nhân phi nhân, các vị các vương quốc cõi giới, các vị chư thiên, các vị thiên thần họ mình, thiên long bát bộ, các vị đế thích, các vị rồng người, các vị A-la-hán, các vị Bồ Tát và các vị chư Phật.
Hôm nay chúng ta học tiếp tục học về Hoa Phân Đại Lợi. Các bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm trước thì tôi đã giảng về các hoa của các loài hoa biển ngàn, hoa biển ngàn mà trong tam giới mới có, không tam giới mà ở cõi giới U Minh. Hôm nay chúng ta học về Hoa Phân Đại Lợi. Hoa Phân Đại Lợi được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quý như là hoa của cõi giới Ta Bà, của cõi giới Ta Bà. Theo ý nghĩa và từ điển của Phật học thì trong nhà Phật của chúng ta thì chúng ta hiểu được Hoa Phân Đại Lợi có tên tiếng của tiếng Phạn và tiếng Bali là có tên là Buddharika là Hoa Phân Đại Lợi, cũng gọi là Bôn Đồ Lợi Ca Hoa. Phân Đồ Lợi Hoa, Phân Đà Lợi Hoa, và có một ý nghĩa của cái tên là Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa, tại sao Hoa Phân Đà Lợi lại là được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ca tụng hoài tháng tháng đến như vậy? Hoa Phân Đại Lợi có màu sắc xanh trắng, được căn cứ theo đại cơ, căn cứ theo Đại Nhật Kinh Sở quyển 15. Quyển 15 thì loại hoa này có hình dáng giống như hoa súng, vì nó có tên là Bạch Liên Hoa nên nó là một loại hoa hoa sen trắng. Hoa sen trắng này nó cộng dài một thước, màu hoa thì trắng như tuyết, màu hoa trắng như tuyết lấp lánh như bạc. Mọc nhiều ở hồ A Nậu Đạt. Hoa Phân Đại Lợi được quý là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tháng tháng và ca tụng rất nhiều. Sự tán thán của Thích Ca Mâu Ni Phật là về Hoa Phân Đại Lợi được quý như nhân gian hiếm thấy, được quý như nhân gian hiếm thấy. Vì sao vậy? Vì hương hoa rất thơm, hương hoa rất thơm, và mọc rập rất nhiều ở quanh hồ A Nậu Đạt. Hồ A Nậu Đạt hoa mọc ở trong bùn nhưng không bị bùn ô nhiễm, không bị bùn ô nhiễm, cho nên trong các kinh luận, hoa này thường dùng để được ví dụ Phật tính, Phật pháp, Phật tính, pháp tính. Tuy ở trong phiền não mà không bị phiền não, tuy ở trong phiền não mà không bị phiền não.
mà không bị phiền não làm cho nhơ nhớp. Ngoài ra theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Diệu Pháp Liên Hoa kinh thì hậu tự thì hoa phân đại lợi khi chưa nở được gọi là Phúc Đa La, khi sắp tàn gọi là Kamala, khi đang nở hoặc gọi là phân đại lợi. Tôi xin nói lại, khi hoa nở là gọi là gì? Khi hoa nở, khi hoa chưa nở gọi là Phúc Đa La, khi sắp tàn gọi là Makala, khi đang nở gọi là phân đại lợi. Và ý nghĩa của hoa phân đại lợi trong mang lại sự tinh khiết, tinh hoa hả? Hoa phân đại lợi là hương hoa trong loài người chúng ta hả? Là người chúng ta được xem là biểu tượng của Phật tánh. Ví được ví như nếu một người nào đó ha mà niệm Phật ha, tu tập thì cũng được xem như là người đó như là một phân đại lợi trong loài người. Ý nghĩa mang nó một loài hoa hiếm có, lại là hoa cao thượng, là người hiếm có, là người tốt đẹp trong loài người, người chuyên trì niệm danh hiệu Phật đều được quán Phật A Di Đà. Người luôn chuyên trì niệm Phật A Di Đà thì được xem là liền được Quán Thế Âm và Đại Thế Chí thường theo trì hộ niệm, cũng như là bạn tri thức vậy nè, đời này đã được lợi ích này khi bỏ bản thân được sanh vào nhà của Như Lai, tức là bản sanh về thế giới cực lạc, đến cực lạc rồi thường xuyên nghe pháp, trải nghe pháp, quý vị đồng tu trải nghe pháp từ sự cúng dường nhân duyên viên mãn bảo tọa của đạo tràng, làm sao thiếu đi được chứ. Như vậy chúng ta thấy hoa phân đại lợi là hương hoa, hương hoa rất nhiều. Trên kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật có nói với chúng ta ha, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Đức Phật đã nói với chúng ta là được hình dung và tán thán người niệm Phật. Nếu người niệm Phật nên biết người loài hoa này là phân đại lợi trong loài người, có được Bồ Tát Đại Thế Chí và Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát làm bạn đồng hành.
Khó khăn đại lợi này chính là danh từ để tượng trưng cho Phật. Phật chính là hoa phân đại lợi trong lời người. Chúng ta là người niệm Phật cũng được khen lợi là hoa phân đại lợi, bởi vì chúng ta là người niệm Phật thì sao? Chắc chắn và ngài được của Như Lai chắc chắn được vạn sanh. Mà thế giới cực lạc là cảnh giới, mà thế giới cực lạc là cảnh giới của hình Phật, nên nhất định quý vị đồng tu tiếp tục tinh tấn tu tập để khi còn tội nghiệp quý vị sẽ được vãng sanh, quý được về ông thánh được nhất định vãng sanh. Từ đó quý vị tu tập mà trở nên thành Phật đạo. Vì vậy Bồ Tát Quán Tham, Đại Bi Quán Tham Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là người bạn tốt của chúng ta, bạn tốt được quý là người bạn tốt của chúng ta. Đối với người niệm Phật, niệm Phật được cũng về được xem là hoa phân đại lợi, là hương hoa rất thơm ở trong lòng người. Cũng như trên kinh Tất Đàm Phân Đại Lợi, trên kinh Tất Đàm Phân Đại Lợi cũng như là Tất Đàm Phân Đại Lợi kinh Pháp Hoa lại nói về vô ương số kể rằng Như Lạc Bảo Phật, người biết tên gọi hay còn gọi là danh từ, chẳng sợ sinh tử, lại chẳng sợ sinh tử, lại chẳng khổ nhọc, dược nghi dục như Phật, người biết tên gọi chẳng phải lo to, tự biết túc mệnh. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới hiểu được rằng và đã nói về vô số A Tăng vị biết khi ta tu hành đạo Bồ Tát thời kiều kỳ cầu tìm kinh Tác Đàn Phân Đại Lợi bố thí cho người, tại chỗ tìm cầu thì cơm thức ăn quần áo vợ con bắt đầu không có tâm đứa nào không có tâm
vậy, như vậy thì khi làm quốc vương phải? Ngài có một đời sống rất là lâu, thọ mệnh lâu dài. Ta liền lập thái tử làm vua, vứt bỏ việc nước. Về nói rằng, ai muốn nhận tôi làm đệ tử, cứ tìm kinh cầu kinh. Tất đạt phân đại lợi, về muốn hành cũng dùng. Khi còn vị Bà La Môn đó, thì hãy đến làm tôi tớ cho ta, ta cứ kinh tác đạt phân đại lợi. Như vậy khi còn làm một vị Bà La Môn thì rất là yêu thích kinh Bà La Môn, kinh Tát Đàn Phong Đàn Lợi. Lúc đó Đức Phật nói kệ đánh trống lắc chuông nguyện tự giới thiệu, ai còn nhận tôi làm tôi tớ, ta muốn hành cũng dược. Nô tâm là chính là tâm phục dịch, hành thiện ý. Về Đức Phật nói với vị vua ấy, vị vua ấy khi thân ta là vậy, Bà La Môn đó là điều đạt, hay còn gọi là Devadatta. Devadatta ai ban ông khiến cho ta mạng được 6 Ba La Mật, 32 tướng tốt, 80 vị đẹp, đều là ông phước của điều đạt, đều là ông phước của điều đạt, đều là ông phước của điều đạt. Điều đạt là vị thầy tốt của ta. Vị thầy tốt ban ân cứu ta mạng 6 Ba La Mật và 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, y thần tôn quý độ thoát 10 phương. Tất cả đều là ông của điều đạt. Còn A Tăng kỳ kiếp nữa ha, thì điều đạt sẽ được làm Phật. Tên Phật là Đề Hòa La Chê, hay còn gọi là Thiên Vương trong tiếng Quan, tiếng Quán, tiếng Hán không. Sẽ được 10 loại lợi lộc, 32 tướng, 80 hạt giống. Nước của đất Phật Thiên Vương có tên gọi là Đồ Hò Việt, hay còn gọi là Devasobana, tiếng Hán là Thiên Địa Quốc, Thiên Địa Quốc, tiếng Phạn là Devasobana. Như vậy thì Đức Phật Thiên Vương sẽ là người vì dân nói pháp đến hết kiếp, chẳng ngừng nghỉ. Lần nói pháp thứ nhất sẽ độ hóa hằng biên xa người được đạo A La Hán, gọi là Ahas. Ahas chính là A La Hán. Hằng biên xa người đạo đạo Bích Chi, Ba Ra Ba Ra Ti Ak Buddha là đạo Bích Chi Phật. Hằng biên xa người Thánh Tăng A Nậu Đa La Tam Miễu Tam Bồ Đề Anuta Ra Samaya Kasa Kasama
Bồ Đề vô thượng chánh đẳng chánh nhân à. Vô thượng chánh đẳng chánh là Anuta Anuta Tara Samaya Sam Bồ Đề. Khi ngài còn là một đức Phật Thiên Vương sống thọ 20 kiếp ha. Khi Bát Nơ Hoàng, sau khi Bát Nơ Hoàng thì phát trụ 20 kiếp ha. Sau khi Đức Phật Thiên Vương Bát Nơ Hoàng thì xá lợi xá rê chẳng tan, khởi làm một cái tháp 7 báu rộng 60 dặm dài 80 dặm. Tất cả những người ở cõi Diêm Phù đều đến cúng dường xá lợi ha. Của Đức Phật. Lúc đó vô số người đắc đạo A-la-hán, vô số người có tâm dịch tâm Bích Chi Phật và vô số người có tâm A-nậu Đa-la Tam Miệu Tam Bồ-đề. Kể là trai người lành, người nữ, kể trai người nam, người nữ ha, thiện lành, nghe kinh pháp hoa này mà tin tưởng chẳng phỉ báng sẽ trừ diệt được tội quá khứ và tương lai. Đóng biết cửa của ba đường, mở cửa của ba đường lành, sinh lên trời thường làm bậc đệ nhất, sinh trong loài người thường làm bậc đệ nhất, sinh trước mặt mười phương Phật thì tự nhiên hóa sinh trong hoa sen bảy báu. Như vậy thì chúng ta hiểu được rằng sự tôn trọng là đối với kính cận với các pháp đều là sự gọi là sẽ được theo linh kinh này thì sẽ được là chẳng còn ha. Các tội được trừ diệt, đóng cửa ba đường ác, mở cửa ba đường lành. Như vậy chúng ta hiểu được rằng sự màu nhiệm và vi diệu của các tình. Khi ấy, tại cõi Phật, ở phương bên dưới có một vị Bồ Tát tên là Bát Nhã Câu, tự bạch với Đức Phật: con sẽ sớm quay về bản thổ. Lúc này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói: này Bát Nhã Câu, ta có vị Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi Mami Yusari có thể cùng nhau gặp gỡ rồi quay về bản thổ. Tức thời vắng thời, Xu Lợi từ trong cung vua rồng xe hạt nhảy vọt lên ngồi trên tòa hoa sen lớn. Hoa sen lớn như bánh xe, hoa ấy có 1000 cánh. Các vị Bồ Tát đi theo số lượng rất nhiều, Văn Thù Xu Lợi liền hạ hoa sen xuống đến làm lỡ với hai Đức Phật rồi quay lại cùng với Bát Nhã Câu thăm hỏi nhau. Bát Nhã Câu hỏi Văn Thù: trong cái ao đã vào số được độ hóa như thế nào, nhiều hay ít? Văn Thù đáp rằng: số ấy rất nhiều, không thể tính đến. Nếu dùng miệng nói thì chẳng phải là chỗ tin tưởng của tâm, tự sẽ có chúng, chẳng phải của tâm. Thank you.
Quan thù đáp: số ấy rất nhiều, không thể tính đếm. Nếu dùng miệng nói thì chẳng phải là chỗ tin tưởng của tâm, từ sẽ có chứng. Tức thời cái ao ấy phun hoa từ dưới vọt lên. Tận trong cái ao ấy tất cả là chỗ đã phân tán. Người vốn có tâm là Bồ Tát ha. Vidhi Sava Sita Bodhi Vishi Bodhi Bồ Tát có tên gọi là Bodhisattva Sita, thì bông hoa ấy ở trong hư không chỉ nói đến việc Maha Diệu, Maha Yana, đại trí, hoặc đó là đại trí, còn Maya Yana, đại thừa, đại thừa. Người vốn phát thanh văn Saravaka thì bông hoa ấy ở ngay trong hư không chỉ nói việc chặt đứt sinh tử, chặt đứt sinh tử. Quan thầu Xu Lợi nhìn thấy bông hoa như vậy ha, dùng kệ đáp: Bát Nhã, câu Bồ Tát, do ý của nhân giả tự phân biệt số ấy. Bát Nhã câu Bồ Tát đã hỏi Quan thầu Xu Lợi ha, nói pháp của nhóm nào cho nên chỗ hoa có đỏ mới được như thế. Quan thầu đáp rằng: ở trong cái ao ấy chỉ nói tất đàm phân đại lợi, hay còn gọi là cấp hoa. Bát Nhã câu lại nói: pháp ấy rất cao quý, không có thể theo kịp, đã có ai liệu có thể đắc được Phật chưa? Quan thù đáp rằng: Sa Hạt Long Vương có cô con gái 8 tuổi, trí tuệ rất lớn, ý nghĩa chẳng thở coi thường, liền có thở đắc được Phật. Bát Nhã câu Bồ Tát nói với Quan thù Xu Lợi rằng: tôi thấy thầy của nhân giả cầu Phật siêng năng cực khổ, gom chứa công đức kiếp số rất là nhiều, nên chẳng tin cô gái này liền có thể đắc được Phật. Chẳng tin Bát Nhã câu Bồ Tát thì lại không tin ha, không tin, chẳng tin cô gái này liền đã thở đắc được Phật. Và trong cái ao đấy thì cô gái lập tức nhảy lên ha, nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, hay còn gọi là đi quanh Phật Đức Phật 3 vòng, chắp tay đảnh lễ và bạch Phật: tướng Phật tốt đẹp đoan chính, công đức cao tột, là nơi mà chư thiên đã phụng thờ, là chỗ mà tất cả trời rồng, quỷ thần, người dân, các hồ tát đã tôn kính. Pháp đã nói lên rất cao quý, nay con nguyện liền muốn được đắc Phật. Như vậy thì xá lợi Phật, cái lợi Phật là liền nói với cô gái rằng: tuy phát nguyện nhưng Phật chẳng thở đắc được. Lại người là nữ, hành gom công chất chứa nhân hạnh là
Caria, Catia, nhưng chưa ứng với Bồ Tát. Cô gái từ cầm viên ngọc đó, Mani, có giá trị tương đương với một nước. Cô gái mau chóng dâng lên Đức Phật, Đức Phật mau chóng nhận lấy. Cô gái nói với Xá Lợi Phất và Bát Nhã, câu Bồ Tát: tôi dâng viên ngọc cho Đức Phật là chậm hay mau? Đáp lại là rất mau. Cô gái nói lại nói: Đức Phật nhận viên ngọc của tôi là chậm hay mau? Đức Phật nói: rất mau. Cô gái nói: tôi dâng viên ngọc cho Đức Phật chẳng chậm. Đức Phật nhận viên ngọc của tôi chẳng chậm. Nay tôi nhận lấy Phật rất nhanh. Lúc đó tức thời thân nữ biến làm Bồ Tát, chúng hội đều kinh ngạc, liền biến làm thân Phật, đều đầy đủ mọi tướng tốt đẹp. Cõi nước đệ tử như điều mà Đức Phật đã làm. Như vậy cô gái đã chứng minh được ha, việc mà hóa thân có thể là hóa thân Phật hoặc là Bồ Tát đó, tùy theo trên kinh A Di Đà cũng đã nói ha, tùy ý sở nguyện, tùy ý biến chuyển, tùy ý sở nguyện và tùy ý biến chuyển, có nghĩa là tất cả do sở nguyện của mình, tất cả do biến chuyển của mình. Trên kinh Vô Lượng và Quán Vô Lượng cũng vậy ha, cũng đó, đều tất cả đều có thể biến chuyển. Như vậy thì chúng ta hiểu rồi, khi cô gái đó dâng viên ngọc tương ứng với lại một đất nước thì đã ngay lập tức biến chuyển, biến được chuyển được. Biến chuyển như vậy thì tôi gọi là sự biến chuyển nhanh chóng, vì nàng đã giao viên ngọc cho, dâng viên ngọc cho Đức Phật chẳng chậm, thì Đức Phật nhận viên ngọc chẳng chậm, rất nhanh. Và lúc đó thì nàng từ thân nữ biến làm Bồ Tát, tại chúng mọi điều kinh ngạc, liền biến thân Phật đều đầy đủ tướng tốt, thì có nghĩa là những người tại hội chúng cũng có người sẽ đắc quả Phật. Tất cả chúng hội trời rồng quỷ thần vô ương số đều phát vô thượng chánh chân đạo ý, 3000 đại thiên quốc đều chấn động theo sau cách là được tướng tốt. Mà điều này là trên kinh A Di Đà đã nói rất rõ, tùy thân biến hiện. Chúng ta có thể biến mọi hình dáng để có thể đạt được. Nhưng vì sao tâm đạo phải được, như vậy thì chúng ta mới biến hiện như sợi. Ba ngàn đại thiên quốc có chấn động, ba vạn tu đại hội hai la hàm tu đại hội nhập lưu là tất cả đều được chứng đắc được A Di Việt Trí, hay còn gọi là Bất Thối Chuyển. Trên kinh A Di Đà cũng nói về Bất Thối Chuyển, quý vị sẽ không, trên kinh tất cả các kinh đều có thể nói là Bất Thối Chuyển. Trên kinh Địa Tạng và trên kinh Công Đức Tạo Tôn Tượng cũng để nói là việc Bất Thối Chuyển. A Di Việt Trí là việc Bất Thối Chỉ, có tên là Eva tu đại hòn là Sabrota Apana. Như vậy thì việc bớt phát triển này là không còn chuyện nữa ha, mà quý vị sẽ được ở bên các quả vị ở đời sau ha, ở đời sau ha. Thì quý vị sẽ có thể chứng đắc việc mà bớt phát triển là trên kinh là còn có ha. Tất cả các kinh đều nói ha, không phải riêng gì chỉ vì một kinh. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp trong Phật giáo hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.